Diễn viên nhận án hơn 2 năm tù vì tội dâm ô. Diễn viên kiêm đạo diễn Điền Nghi, 45 tuổi, nhận án 2 năm 6 tháng tù giam vì tội dâm ô, lạm dụng và quấy rối. Diễn viên kiêm đạo diễn Điền Nghi đã nhận mức án trên tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc vào sáng ngày 17 tháng 8. Điền Nghi không kháng cáo sau phiên xử. Theo hồ sơ, cuối tháng 8 năm 2020, Điền Nghi bị một nữ sinh của Học viện Hí kịch Thượng Hải tố cáo lợi dụng lúc cô không tỉnh táo dâm ô cô. Thời điểm đó, cô cùng với nhiều bạn học được nam diễn viên kiêm đạo diễn này mời đến nhà ăn tối để trao đổi kịch bản. Cô say rượu và được đi nghỉ của Điền Nghi để nghỉ ngơi. Lợi dụng tình thế, Điền Nghi xuất hiện và hỏi cô rằng có muốn ký hợp đồng để trở thành diễn viên không. Trong lúc nạn nhân chưa thể tỉnh táo thì đã bị sàm sỡ nơi nhạy cảm. Vì mọi chuyện xảy ra đột ngột, cô chỉ biết khóc lóc van xin, chống cự. Sau sự việc, Điền Nghi nhắn tin xin lỗi, hứa giúp cô học lên thạc sĩ, kiếm việc làm và bắt đầu quấy rối tình dục qua tin nhắn. Nạn nhân dần khủng hoảng, bị mất ngủ trầm trọng, bạn bè cô khuyên tố cáo và Điền Nghi bị bắt tháng 9 năm 2020. Ngay sau đó, một số nữ sinh của Học viện Hí kịch Thượng Hải cũng cho biết khi dạy học Điền Nghi hay lấy cớ động chạm cơ thể, nói lời dung tục. Điền Nghi gia nhập làng giải trí năm 1992, tham gia các phim truyền hình nhân sinh như kịch Thanh Thiên Nha Môn. Điền Nghi cũng tham gia tích cực lĩnh vực sân khấu, đạt nhiều giải thưởng danh giá. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.